Nếu các bác quan tâm đến hình thức thanh toán nhanh này, hoặc là thậm chí, ui trời ơi, nhiều xe đạp quá. Đoạn đường này đẹp cho nên là rất là nhiều xe đạp chạy qua. Đừng đâm em nha các bác. Bạn Khúc Thừa Thế đặt câu hỏi cho mình hỏi, hiện nay có mail thông báo tham gia Fastpay để nhận ngay 2 tháng lương. Mail đó có phải chính thức của BBTV hay không? Mình xin phép trả lời, đây không phải là hàng pha ke, đây là hàng chính chủ của Net BBTV. Từ trước tới nay, tiến độ thanh toán luôn là một vấn đề khiến creator chúng ta phải do dự. Kể cả khi là mình đã rất muốn kênh tham gia vào Net. Chính vì thế mà hiện nay BBTV đã cho phép creator khi tham gia vào Network được lựa chọn hình thức thanh toán gọi là Fastpay, thanh toán nhanh. Bình thường do số lượng các kênh ở trong Net rất là nhiều, cho nên là hàng tháng khi nhận được tiền từ Google AdSense về, Net sẽ phải mất một thời gian để ra soát, đối chiếu, sau đó mới phân bổ đến cho từng kênh được. Nhưng mà khi đăng ký Fastpay thì cái lương tháng này của bạn sẽ được Net thanh toán ngay vào ngày 15 tháng sau, tức là nhanh hơn cả Google AdSense từ 1 cho đến 2 tuần. Nếu các bác quan tâm đến hình thức thanh toán nhanh này, hoặc thậm chí các bác là kiểu người giống em, tức là không quan tâm đến tiền bạc lắm nhưng vẫn muốn em hỗ trợ quản lý kênh YouTube của các bác, thì các bác có thể tìm link đăng ký tham gia BBTV ở trong phần mô tả. Điều kiện tham gia là 1 triệu view trong 30 ngày gần nhất. Hẹn gặp lại anh chị em trong một video lần sau.